Xin chào tất cả bạn. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam 9 cái sai lầm khi tán gái phổ biến nhất nhé. 9 cái sai lầm này nó sẽ tồn tại song song nhé các bạn nhé. Những cái sai lầm này nó sẽ tồn tại song song, và các bạn cần phải biết 9 cái sai lầm này để mình có thể tán gái làm sao cho nó tự nhiên nhất, và làm sao để cho con gái dễ thích mình hơn, hoặc là tạo ấn tượng đối với con gái nhá. Và thậm chí các bạn yêu nhau rồi các bạn cũng nên biết, để các bạn có thể làm tăng cái gia vị trong tình yêu. Khi mà các bạn nhắn tin ý, sẽ khiến cho con gái rất là thích nha. Sai lầm đầu tiên sẽ khiến cho con gái không có cảm tình với bạn khi mà bạn nhắn tin tán cô gái nhá. Đó chính là cái tin nhắn của bạn không thú vị. Tin nhắn của bạn không có cái phong cách riêng của bạn, mà tin nhắn của bạn theo một cái lối mòn cũ của các bạn đi trước. Đó chính là bạn nhắn những cái tin rất là đơn giản như này: em ăn cơm chưa, em dậy chưa, em đang làm gì đấy, hoặc là em đi đâu đấy. Nói chung là tất cả những cái tin này thì là một cái tin nó theo một cái lối mòn cũ rồi nhá. Bạn sẽ nhắn một cái tin nó khác đi, đừng theo một cái lối mòn cũ. Và thậm chí có những bạn, các bạn nhắn tin sau đấy các bạn lại còn viết sai thính tả nữa. Thực sự thì nếu mà các bạn viết sai chính tả lại gặp những cái người mà người ta cũng không để ý đến chính tả thì không sao. Mà khi mà các bạn nhắn sai chính tả mà các bạn gặp phải cô gái, một cô gái chuyên văn, thì thực sự là cô ấy sẽ không có thiện cảm gì với bạn đâu. Và tuy nhiên ý, khi mà các bạn nhắn tin ý, để tạo ra một cái phong cách thú vị riêng ý, thì các bạn đừng có nhắn tin không thôi. Các bạn hãy thêm những cái icon thú vị ý. Ví dụ như cái mặt cười, cái hình trái tim, rồi là những cái bông hoa. Thì khi mà bạn nhắn tin ấy, cô ấy sẽ thấy sự khác biệt. Một người nhắn tin cho mình luôn luôn sử dụng những icon rất là ngộ nghĩnh, và nhìn vào đấy ai cũng thích luôn, ngay cả không phải là con gái thôi, mà nói chung là bất kỳ một người nào cũng có thể thích. Có thể là bạn gái của bạn cũng thích, chứ không phải mỗi khi mà các bạn tán tỉnh nhau hoặc các bạn nhắn tin để tán tỉnh cô gái mới thích đâu. Mà cứ có thêm những cái icon thú vị chỉ đơn giản đấy thôi, và cái tin nhắn của bạn nó sẽ tăng lên cái kiểu như là cái độ có thiện cảm của cô ấy rất là nhiều nhá. Tin nhắn thứ hai các bạn cần tránh, đó là tránh những cái tin nhắn dễ nhận biết. Bạn chưa nhắn cô ấy đã biết là bạn nhắn cái gì rồi. Ví dụ như là khi mà các bạn hay nhắn cho cô ấy, rồi các bạn nhắn suốt ngày hỏi là em đi đâu đấy, em đang làm gì đấy, hoặc là em đang ăn gì đấy, thì ví dụ như thế, thì bạn thường xuyên hỏi cô ấy, vừa nhắn tin cho bạn cái cô đã biết là bạn sẽ hỏi những cái câu đấy rồi, và cô sẽ chán ngấy luôn. Thế nên là đừng để cho cô ấy có thể biết được mình sẽ nhắn cái gì đấy. Hãy tạo lên cho cô ấy cái sự tò mò. Đàn ông cũng muốn có cái sự tò mò, và phụ nữ cũng thế. Hãy để cho cô ấy biết là không biết là anh ấy sẽ nhắn cho mình cái gì nhở. Đấy, cô ấy tò mò, cô ấy thích thú, và cô ấy muốn đọc tin nhắn của bạn, cô ấy muốn trả lời tin nhắn của bạn. Còn khi mà bạn cứ để cho cô ấy biết hết rồi thì cô ấy mặc kệ. Và bạn cứ hỏi tại sao là cô ấy đặt rồi, cô ấy xem rồi và cô ấy không trả lời tin nhắn của bạn, cũng là lý do cái tin nhắn của bạn vô vị quá mà. Sai lầm thứ ba mà rất nhiều người đàn ông dễ dàng mắc phải khi mà tán một cô gái, đó chính là anh ấy không tạo được cái cảm giác tích cực ở trong cái tin nhắn đó. Nhiều chàng trai thì khi mà tán tỉnh các cô gái thì cứ than vãn về cuộc sống buồn quá, cuộc sống chán quá, muốn có người yêu. Thì khi các bạn nói buồn, các bạn nói chán, thì liệu cô gái có muốn ở bên cạnh bạn không? Không, đúng không? Sẽ không có bất kỳ một cô gái nào mà khi mà bạn than là tôi buồn quá, tôi chán quá về cuộc sống, về gia đình, về tất cả, mà cô gái đó muốn ở cạnh bạn ấy. Mình đố bạn tìm được đấy. Thế nên là khi mà các bạn nhắn tin ấy, cho dù bạn buồn như thế nào, cho dù bạn chán như thế nào, thì khi đó bạn hãy dừng nhắn tin đi. Buồn chán thôi, không nhắn tin nữa. Và khi mà bạn thấy cảm xúc của mình nó tốt hơn thì các bạn hãy nhắn tin. Bởi vì cái cảm xúc của bạn nhá, nó chi phối hoàn toàn những cái tin nhắn của bạn luôn. Hãy để cho cái cảm xúc nó thật thoải mái, và các bạn nhắn tin cho cô ấy, thì khi đó cô ấy sẽ dễ dàng tiếp nhận cái tin nhắn của bạn hơn. Mà khi bạn để cho cái tâm trí nó buồn này, nó tiêu cực này, thì khi đó bạn nhắn tin cho cô ấy, cô ấy hiểu được hết luôn. Thậm chí bạn không nói là bạn buồn, bạn chán, thì cô cũng hiểu là bạn buồn, bạn chán luôn. Thế nên là hãy mang vào tin nhắn những cái điều gì tích cực. Nếu mà bạn có thể nhắn tin cho cô ấy cũng được, mà không có thể nhắn tin cho cô ấy thì thôi. Nhưng mà khi mà nhắn tin, bạn hãy để cho tâm trạng mình thoải mái nhá. Và sai lầm thứ tư mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, cái sai lầm này rất là thú vị nhá. Nhiều người đàn ông ấy thì cứ ngỡ là với một cái phép lịch sự ấy, thì người đàn ông khi mà muốn mời cô đi chơi thì sẽ hỏi là
em có thể đi chơi cùng anh được không, hoặc là em có thể đi ăn cùng anh được không. Nhưng mà thường thì theo ý kiến của mình ấy, thì các bạn hãy tự tin đi. Bởi vì bất kỳ cô gái nào ấy, nếu mà thích bạn thì cô cũng sẽ muốn đi chơi đi ăn với bạn. Thế nên là bạn đừng có nói là em có thể nhá, mà bạn hãy tự tin nói như này: tối nay anh mời em đi xem phim, hoặc là tối nay anh mời em đi ăn nhé, tối nay anh mời em đi chơi nhé, hoặc là tối nay anh mời em đi uống nước nhé. Chứ bạn đừng nói cái chữ là có thể, em có thể đi cùng anh được không, thì nghe chừng cái câu đấy nó hơi bị mất chút tự tin nhá, hơi yếu chút tự tin. Tất nhiên là cái câu đó cũng rất là lịch sự, nhưng mà hơi mất chút tự tin. Và cái sai lầm thứ 5 đàn ông rất là dễ mắc phải, đó chính là tưởng bỏ. Có khi bạn nhắn tin cho cô ấy, xong cô ấy lại trả lời tin nhắn của bạn, bạn nhắn tin cho cô ấy, cô ấy lại trả lời tin nhắn của bạn, và bạn cứ nghĩ là cá đã cắn câu rồi đó. Nhưng mà thực sự thì chưa chắc cá đã cắn câu đâu các bạn ạ. Không phải chỉ 1-2 tin nhắn của bạn mà cá đã cắn câu được đâu. Mà có nghĩa là nhiều khi cô gái chỉ theo một cái phép lịch sự, bạn nhắn tin thì cô cũng nên trả lời. Cô chỉ trả lời vài lần thôi. Nếu mà bạn nhắn nhiều quá thì chắc chưa chắc cô đã trả lời hết đâu. Thế nên là bạn đừng có tưởng bỏ, đừng có nghĩ là chưa gì đã nghĩ là ôi cá đã cắn câu rồi. Đó là một trong những cái sai lầm mà đàn ông cũng dễ mắc phải nha các bạn. Sai lầm thứ 6 mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là than vãn. Vì cô ấy mới chỉ là cái người mà bạn đang tán tỉnh, thì đừng bao giờ nói quá nhiều về gia đình. Ví dụ gia đình anh, bố mẹ thì không sống với nhau, rồi xích mích với nhau, rồi là bố mẹ anh không hòa hợp hay gì gì đó. Bất kỳ những cái gì mà nó thuộc về cái phạm vi mà mình không nên nói thì tất nhiên mình đừng nói. Đôi khi có những chàng trai sẽ nói ra điều này thì khi đó cô gái sẽ mất thiện cảm nhá. Mà khi mà mới tân tỉnh, mình hãy nói những điều vui đi. Hãy nói những điều vui và bạn hãy lấy cô ấy làm trọng tâm, để bạn có thể nói những cái câu chuyện, hoặc để cho cô ấy gợi mở những cái điều gì đó, và bạn cứ hỏi và cô ấy chia sẻ nhiều hơn ấy, thì khi đó bạn cũng sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn nha. Và cái sai lầm thứ 7 mà cũng rất nhiều người đàn ông ấy dễ dàng mắc phải, đó chính là các bạn nói những cái lời ngọt ngào sớm quá, các bạn nói những lời ngọt ngào vội vàng quá. Ví dụ đôi khi có cô gái thì cũng mắc câu với những cái câu nói ngọt ngào. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà một cô gái mà cô ấy từng trải rồi này, một cô gái mà cô có bản lĩnh này, một cô gái tự tin ấy, thì chưa chắc là bạn đã làm được điều đó đâu. Và khi mà bạn nói những cái lời ngọt ngào khi mà các bạn mới tán tỉnh nhau ấy, thì cô ấy sẽ nghĩ là ui sao cái anh này chưa gì anh đã nói toàn những cái lời ngọt ngào thế này. Có khi anh ấy nói với hàng ngàn các cô khác đấy. Và những cái lời ngọt ngào mà quan tâm quá mức ấy, thì chỉ dành cho khi mà các bạn yêu nhau rồi. Các bạn yêu nhau rồi, bạn hãy quan tâm nhiều cô ấy không sao. Mà khi mà mới yêu các bạn ngọt ngào và bạn quan tâm quá mức ấy, thì đa phần các cô gái sẽ cảnh giác đối với bạn nhá. Đây chắc chắn là cái anh chàng muốn lợi dụng cái điều gì đó ở mình rồi, và cô ấy sẽ chạy ngay nhá. Và cái sai lầm thứ 8 mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là các bạn không trả lời tin nhắn. Có nghĩa là như này: theo một cái quy luật thì thường là con gái khi mà được tán tỉnh hay thì hay tự kiêu, đôi khi cô có thể đọc tin nhắn của bạn, sau đó cô không trả lời. Nhưng mà khi mà cô ấy nhắn tin cho bạn ấy, thì bạn cần phải trả lời cô ấy. Đừng có đọc tin nhắn của cô ấy chán chê rồi cũng không thèm trả lời cô ấy, hãy trả lời cô ấy nhá. Còn đâu nếu mà bạn không thích thì mình không nói rồi, nhưng mà bạn đang tán tỉnh cô ấy thì bạn hãy trả lời tin nhắn của cô ấy nhá. Bởi vì khi làm như thế cô ấy sẽ rất là thích. Và đôi khi nếu mà bạn chưa trả lời tin nhắn được cho cô ấy, thì bạn hãy nói một cái lý do nào đó hợp lý ấy, để cô ấy hiểu được là khi mà bạn hết bận, khi mà bạn không còn bận nữa thì bạn sẽ nhắn tin cho cô ấy. Thế nên là đừng có khi mà cô ấy nhắn tin lại thì bạn lại cứ kiểu như là làm kiêu xong rồi bạn lại không nhắn lại, thì chắc chắn rằng con gái sẽ rất là chán nhở. Con gái sẽ thấy không thích một chút nào đâu. Thế nên là bạn hãy trả lời tin nhắn của cô ấy nhá. Trả lời tất nhiên là mình không phải là quá là nhanh, nhưng mà mình hãy trả lời tin nhắn của cô gái nhá. Đừng có để cô ấy nhắn mấy cái tin mà không thèm trả lời, thì khi đó con gái sẽ thấy buồn nhá. Và cái sai lầm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là các bạn đừng nhắc đến quá khứ. Khi mà nhắn tin để tán tỉnh một cô gái, bạn hãy nói về cô ấy của hiện tại thôi. Đừng nói đến cô ấy của quá khứ, đừng có hỏi cô ấy là ngày xưa em đã yêu ai, rồi ngày xưa em đã như thế nào, ngày xưa em đã ra sao. Đừng nói, đừng hỏi cô ấy những cái câu
vô nghĩa như thế, vì cô ấy sẽ không thích, bởi vì cô ấy đã là gì của bạn đâu. Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu thì khi mà gặp cô ấy, bạn có thể lựa những câu tinh tế để các bạn có thể hỏi cô ấy. Đừng có hỏi cô ấy qua cái tin nhắn nhá, sẽ làm cho cô ấy sẽ không thích. Và khi đó bạn không biết sắc mặt của cô ấy như thế nào. Khi nhắn tin bạn không thể biết được sắc mặt của cô ấy như thế nào, cô không thích ra sao. Và bạn cứ hỏi, cứ hỏi, cứ hỏi. Và cuối cùng là cô tụt cảm xúc đối với bạn. Và khi tụt cảm xúc đối với bạn thì có nghĩa là thôi luôn rồi đấy. Và cái điều cấm kỵ nữa nhá, các bạn khi mà nhắn tin để tán tỉnh một cô gái thì các bạn đừng có hỏi em cân nặng bao nhiêu, chiều cao thế nào, rồi số đo ba vòng ra sao. Đừng hỏi thế. Và đừng có những cái câu như kiểu là điều tra cô ấy để cô ấy phải trình báo với mình, làm cho con gái sẽ thấy vô cùng bực bội, vô cùng tức tối nhá. Thì điều đó sẽ không tốt cho việc bạn tán tỉnh một cô gái đâu. Các bạn ơi, trên đây là 9 cái nỗi phổ biến nhất của đàn ông ấy, sẽ khiến cho bạn mất điểm trong mắt các cô gái nhá. Các bạn hãy tránh những cái lỗi này nhá. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có những cái thắc mắc gì các bạn muốn chia sẻ với mình thì các bạn cũng có thể để lại phần bình luận phía bên dưới nhá. Hoặc là các bạn vào trang fanpage của mình có tên là Thảo Trung ở trên Facebook ấy, thì các bạn hãy để lại những cái câu hỏi để mình có thể tư vấn giúp các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.